Hello cả nhà. Hôm nay xin chia sẻ với cả nhà món súp cà rốt với ngò rí theo kiểu anh đẹp trai này nấu. Nguyên liệu sẽ có là hành tây, một củ hành tây lớn cắt nhỏ. Little bit of garlic. À, ba tép tỏi băm nhỏ. Ok, ở trong một cái nồi cho một ít dầu vào, xong rồi cho hành sắc nhỏ vào. Just one. Này siêu đầu bếp băm tỏi. Xào hành lên, xong rồi một củ hành cộng với lại ba cái tép tỏi nhỏ bỏ vô xào chung. Then you can add in a potato. Một củ khoai tây. And then you just fry it for a little while. Rồi xào lên tí nữa. And then when it starts to soften, you put in some, you can put ground coriander or fresh coriander. Khi mà khoai mềm thì cho ngò rí vô, ngò rí tươi hoặc là ngò rí bột khô. And then about 500 grams. Something like that. Khoảng 500 gram cà rốt. And then your water with I like it with a bit of chicken stock in as well to give a bit more flavor. Xong rồi nước với lại cho một viên súp gà để có thêm tăng thêm mùi vị. Khuấy lên. I'll put a little bit, otherwise if you don't put salt and pepper, it doesn't taste very... Yeah, like mummy puts, like, if she does beef, she puts a lot of salt in. Are you the onion? Yeah. Yeah! Lily đang nấu hành cho chú Thi. Còn giờ chú Thi thì đang bào khoai tây. Rồi, củ khoai tây sau khi bào xong rồi thì sắp thành từng miếng nhỏ. Rồi, cho khoai tây vào. Yum, potatoes. I love potatoes. Rồi, cho vô một tí muối. Pepper. Một tí tiêu. Some lots of carrots. Bây giờ nguyên liệu chính là cà rốt. About half a kilo, something like that. Nửa ký cà rốt. Súp cà rốt thì chắc chắn là phải có cà rốt. Nửa ký cà rốt. Anyhow, because at the end you're going to blend the soup, so okay. They'll reduce. Rồi cắt kiểu nào cũng được, cắt kiểu nào miễn là nó nấu chín là được rồi. Tại vì cuối sau cùng là sẽ bỏ vào máy xay nữa. Smooth soup. Súp này phải là súp mịn, quite thick, đặc nhưng mà mịn mềm. Đây Lily đang nấu khoai tây với hành tây cho nó chín mềm. Bên cạnh đó là mở cái ấm nước sôi lên sẵn sàng để một lát nữa đổ vào ngò rí. Ngò rí coriander cũng cắt nhỏ luôn.
And I put some in at the beginning and then some in at the end. À, sẽ bỏ một phần nữa lúc đầu để nấu chung, rồi một phần nữa là để bỏ vào lúc sau. Rồi, bây giờ thì ngâm cái viên gia vị cà vào trong cái ly. And maybe about hot water, okay? Yeah. Maybe about hot about a liter to start with. Should be enough. Đổ khoảng 1 lít start nước sôi. Sau đó quậy cho cái viên súp viên gì đó, viên gia vị gà này nó tan ra. tiếp tục sự nghiệp bào cà rốt. Càng nhiều càng tốt, đúng rồi. Và ăn súp cà rốt là phải có cà rốt. Cà rốt cắt từng khúc nhỏ nhỏ như vậy. Sau đó đổ nước súp gà vào. Sau đó cho cà rốt vào. Oh, that's going. Hôm nay hai chú cháu nấu súp cà rốt. Rồi bây giờ chờ cho cà rốt sôi. Sau đó cho thêm vào một ít muối nữa. Đây một ít tiêu. Đây là phụ bếp, sous chef. Sous chef, yeah. Nice work. Thank you. Phụ bếp vào, đầu bếp cắt. Sau một hồi suy tính thì là quyết định làm luôn một bao cà rốt 1 kg luôn, không phải là 500 gram nữa, là 1 kg. 1 kg cà rốt. Thôi, bây giờ cứ để cà rốt, khoai tây với hành hầm như vậy cho tới khi mà nó mềm ra. Sau nửa tiếng nấu thì bây giờ súp nó mềm rồi nè các bạn. Cà rốt với khoai tây mềm rồi. Sau đó mình sẽ cho thêm ngò rí vào, coriander vào. Khi mà cà rốt chín rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ vào trong cái này kêu là cái hand mixer, hand blender. Từ từ rồi bắt đầu nó nhuyễn ra luôn, giống như cháo cho em bé ăn, nó thành puree. Nếu mà các bạn có cái hand mixer này, cái máy xay bằng tay này thì nó rất là tiện lợi. Giờ thì nếm thử xong rồi gia giảm khẩu theo từng khẩu vị, mặn ngọt thì đó, thì thêm muối thêm đường tùy ý mình. How's it? I like it. Đầu bếp nói là cho thêm một tí muối và cho thêm một tí bơ. Cho thêm khoảng 20 gram bơ vào. Cái này nước nó nóng thì bơ nó sẽ chảy nhanh. Đánh thêm một lần cuối cùng để cho tất cả các nguyên liệu nó
xong rồi đây các bạn. Sản phẩm đã hoàn thành. Bây giờ là ra tô một bữa ăn trưa rất là nhẹ, chỉ có súp cà rốt và ăn với bánh mì. Hy vọng là các bạn sẽ thích. For finishing touch. Yeah. Sau đó là cho thêm một ít kem sữa lên phía trên. Sành điệu chưa kìa. Cho một ít ngò rí lên nữa. Hấp dẫn. Hy vọng các bạn sẽ thích cái cách nấu này và các bạn nấu thử cho gia đình mình ăn nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp.